GMK Visa Korea Kim Hạnh xin chào các bạn thân mến. Mình xin chúc cho tất cả các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ nhé. Hôm nay mình xin gửi đến cho các bạn một thông tin vô cùng hữu ích ạ. Đó chính là người lao động cùng một lúc có thể kiểm tra số tiền lương nghỉ việc và tiền mãn nhiệm khi về nước và số tiền chênh lệch của mình thông qua trang web EBS đấy các bạn. Mình nghĩ đây là một thông tin vô cùng hữu ích cho người lao động. Vì thế mình mong rằng các bạn hãy chia sẻ thông tin này cho nhiều người cùng được biết nhé. Thì không biết các bạn có nhớ không, trước đây thì Kim Hạnh cũng đã hướng dẫn qua cho các bạn biết là so với số tiền ở Samsung thì số tiền lương nghỉ việc thật sự của các bạn sẽ có thể nhiều hơn vì có số tiền chênh lệch trong đó. Và về phía chính phủ thì cũng để giải quyết cái vấn đề này, cho nên thông qua trang web EBS thì người lao động có thể kiểm tra số tiền lương nghỉ việc, tiền mãn nhiệm khi về nước và số tiền chênh lệch của mình. Và thông qua kỹ năng này thì người lao động có thể tính mô phỏng tiền thôi việc của mình. Và cho đến thời điểm này thì người chủ công ty đã và tích lũy vào Samsung với khoản tiền là bao nhiêu cho người lao động, và người chủ công ty phải bổ sung chi trả thêm cho người lao động về số tiền chênh lệch là bao nhiêu thì các bạn có thể kiểm tra được như trên màn hình mà mình đăng tải lên cho các bạn, để mình phóng to cho các bạn xem rõ nhé. Như thế này, nếu như các bạn hôm nay theo dõi nội dung mà Kim Hạnh hướng dẫn thì các bạn cũng có thể kiểm tra được xem số tiền mà các bạn phải được nhận là bao nhiêu, giống như trên màn hình như vậy ạ. Nếu như vậy thì không chỉ các bạn thông qua trang web để kiểm tra số tiền lương nghỉ việc của mình, mà đây còn là một chứng cứ vô cùng quan trọng đấy các bạn ạ. Vì sao? Vì đây là nội dung mà được chính phủ thành lập ra. Vì thế, đối với những trường hợp mà người chủ công ty không có ý định chi trả hoặc là không muốn chi trả số tiền chênh lệch cho người lao động thì đây là một chứng cứ rất là quan trọng đấy các bạn ạ. Như vậy thì từ bây giờ các bạn hãy cùng mình tham khảo thêm nhé. Trước tiên thì các bạn vào trang chủ chính như thế này và các bạn nhấn vào trong tính mô phỏng tiền thôi việc. Sau khi các bạn nhấn vào đây thì màn hình tiếp theo sẽ được hiện ra như thế này ạ. Ở đây thì có thông tin cá nhân của công ty mà các bạn đang làm sẽ được thông qua hệ thống tự động mà hiện lên. Và trong trường hợp này thì các bạn thấy là người lao động này số tiền dự kiến được nhận ở Samsung là 4 triệu hơn 600 nghìn won đấy các bạn. Như vậy ở đây thì điều đầu tiên mà các bạn phải lựa chọn là xem ở công ty của mình là dưới 4 người hay là công ty của các bạn là từ 5 người trở lên. Nhưng mà theo trường hợp của người lao động này thì Kim Hạnh chọn là 5 người trở lên đấy các bạn. Và sau khi các bạn nhấn vào đây thì các bạn kéo xuống phía màn hình phía dưới thì các bạn sẽ thấy được màn hình như thế này ạ. Tiếp theo đó thì các bạn phải chọn ngày dự tính nghỉ việc của mình vào đây. Ở đây Kim Hạnh sẽ chọn ngày 22 tháng 6 đấy các bạn. Các bạn nhấn vào đây nhé. Và sau khi các bạn chọn ngày dự kiến nghỉ việc xong thì màn hình sẽ được chuyển đổi như thế này ạ. Thì ở đây các bạn sẽ thấy có sự thay đổi đúng không ạ? Vì khi nãy mình đã trình bày trường hợp của người lao động này dự kiến số tiền được nhận ở Samsung là 4 triệu hơn 600 nghìn won đúng không ạ? Nhưng sau khi người này chọn ngày dự tính nghỉ việc thì số tiền đã được tăng lên. Nhưng các bạn lưu ý một điểm là vì chúng ta tính theo hệ thống tự động, vì thế số tiền này chỉ được tính theo cách đại khái chứ không phải là hoàn toàn chính xác nha các bạn. Vậy thì đến đây các bạn đã biết cách làm thế nào để kiểm tra xem số tiền ở trong Samsung của mình được bao nhiêu rồi đúng không ạ? Vậy thì từ bây giờ các bạn hãy cùng mình tìm hiểu số tiền lương nghỉ việc thật sự của mình là bao nhiêu nhé. Vậy thì tiếp theo các bạn kéo màn hình phía dưới lên, các bạn sẽ thấy được màn hình như thế này. Ở đây việc các bạn phải làm là các bạn phải điền vào đây cái ngày dự tính nghỉ việc của mình. Thì cũng giống như khi nãy Kim Hạnh cũng chọn ngày 22 tháng 6 2017 đấy các bạn. Các bạn nhấn vào trong đây ạ. Và sau khi các bạn nhấn vào đây thì các bạn sẽ thấy được tổng số ngày làm việc của mình trong thời gian qua. Và ở phía dưới, vì các bạn tính tiền lương nghỉ việc thì dựa vào theo 3 tháng cuối tiền lương của người lao động trước khi nghỉ việc đấy các bạn. Vì chúng ta đã chọn ngày 22 tháng 6, vì thế 3 tháng cuối tiền lương sẽ được tính từ 21 tháng 6 trở ngược về
tháng 3 ngày 22 thì các bạn là 3 tháng cuối tiền lương của người của trường hợp người lao động này ạ. Và việc tiếp theo mà các bạn phải làm đó chính là các bạn phải điền mức lương của các bạn được nhận vào thời gian qua vào những ô trống này. Thì cách điền như thế nào Kim Hạnh sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Điền như thế này các bạn ạ. Nhưng các bạn cũng thấy một điều là trường hợp của người lao động này vào tháng 5 và tháng 4 thì vì người lao động làm đủ cả tháng và mức lương của người lao động này là 2,5 triệu. Vì thế chỉ cần điền 2,5 triệu mức lương đó vào là được. Nhưng vấn đề là ở đây vào tháng 6 và tháng 3 người lao động không làm đủ tháng. Vì thế chúng ta không thể nào ghi vào là 2,5 triệu được, đúng không các bạn? Vậy thì cách tính mức lương như thế nào? Trước tiên Kim Hạnh sẽ tính mức lương của tháng 6 để các bạn cùng tham khảo nhé. Cách tính như sau ạ. Vào tháng 6 thì người lao động này làm việc trong 21 ngày. Nếu như vậy thì cách tính như sau: lấy mức lương 2,5 triệu chia cho 1 tháng 30 ngày và nhân với 21 ngày làm việc thì sẽ ra tổng số lương của tháng 6 là 1,749,000 won cho các bạn. Rất đơn giản đúng không ạ? Vậy thì tháng 3 các bạn sẽ tính như thế nào? Cũng tương tự như tháng 6. Tháng 3 thì người lao động làm 10 ngày làm việc. Như vậy thì lấy mức lương 2,5 triệu. Nhưng các bạn lưu ý ở đây không chia cho 30 ngày mà phải chia cho 31 ngày đấy các bạn. Vì tháng 3 là có 31 ngày và nhân với 10 ngày làm việc thì sẽ ra tổng số lương của tháng 3 là hơn 800,000 won đấy các bạn. Nếu như vậy thì đến đây các bạn đã hiểu cách tính mức lương rồi đúng không ạ? Như vậy thì sau khi các bạn điền đầy đủ số mức lương vào thì các bạn sẽ thấy được mức lương trung bình của một ngày làm việc của mình. Trường hợp của người lao động này thì mức lương một ngày là 82.135 won đấy các bạn. Nếu vậy thì tiếp theo các bạn chỉ cần nhấn vào trong tính mô phỏng tiền thôi việc thì các bạn sẽ biết được là số tiền lương nghỉ việc của mình là như thế nào. Như trường hợp của người lao động này thì mình xin hướng dẫn lại cho các bạn là ở đây A là tổng số tiền lương nghỉ việc của người lao động này và B là số tiền ở Samsung mà người lao động này sẽ được nhận. Nhưng mà theo các bạn cũng thấy đó, giữa số tiền lương thực trên thực tế và số tiền ở Samsung thì lúc nào cũng sẽ có sự chênh lệch. Vì thế ở phía dưới đây là số tiền chênh lệch mà người lao động phải được nhận chi trả từ người chủ. Thì các bạn cũng thấy số tiền chênh lệch này không phải là một con số nhỏ đúng không ạ? Vì thế trang web EBS được thành lập với lý do là để giúp cho người lao động nhận lại đúng với mức lương mà người lao động đáng lẽ phải được nhận đấy các bạn. Ở đây mình xin đính chính thêm một điều nữa với các bạn. Nếu có những trường hợp như thế này những người lao động mà còn thời hạn khoảng vài năm nữa hoặc vài tháng nữa mới hết hạn và muốn tính tiền lương nghỉ việc của mình, thì những trường hợp đó sử dụng chương trình hệ thống tính tiền tự động này sẽ không được chính xác ạ. Vì các bạn còn rất nhiều thời gian và có thể số tiền sẽ được thay đổi khác đi. Vì thế không đảm bảo được sự chính xác. Nhưng đối với những trường hợp mà người lao động vào tháng này hoặc là tháng sau hết hạn hợp đồng và nghỉ việc thì các bạn sử dụng chương trình này để tính tiền lương nghỉ việc thì rất có ích cho mình ạ. Vì thế đầu tiên thì GMK để hướng dẫn cho các bạn thông qua trang web EBS để tính tiền tự động này thì cũng đã vào trang web thử rất nhiều lần, nhưng trong quá trình trải nghiệm thì phát hiện được có rất nhiều điểm lỗi còn thiếu sót. Nhưng mà trong trạng thái còn nhiều điểm lỗi thiếu sót như thế mà hướng dẫn cho các bạn tính toán thì GMK nghĩ rằng các bạn sẽ có rất nhiều hỗn loạn xảy ra. Vì thế GMK đã đưa ý nguyện của mình đến người điều hành trang web EBS để cảnh báo những cái điểm lỗi thiếu sót. Vì thế cho đến bây giờ thì cũng có đôi chút bộ phận đã được cải cách thay đổi, cho nên GMK mới có thể hướng dẫn cho các bạn qua trang web như thế này. Và các bạn có biết không thì GMK lúc nào cũng về phía của người lao động. Vì thế lúc nào cũng đang rất là nỗ lực để giúp ích thêm cho người lao động. Nếu như các bạn có những cái vấn đề cần tư vấn về những vấn đề liên quan đến visa thì đừng ngần ngại liên hệ đến GMK nhé. Hoặc là các bạn để lại tin nhắn.
Tiếp mà sắp tới đây thì Jim Kay cũng có một kế hoạch là quay một đoạn video trực tiếp về chương trình tính tiền tự động này để cho các bạn thông qua video đó có thể sử dụng một cách dễ dàng hơn hoặc là dễ hiểu hơn. Thông tin mà hôm nay mình gửi cho các bạn đến đây là hết. Mình mong rằng những thông tin mà mình gửi đến cho các bạn sẽ giúp ích thêm cho các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ sau. Tạm biệt các bạn nhé.